thời gian gần đây xóm cà phê đường tàu đoạn trần phú phùng hưng hoàn kiếm hà nội đang đông đúc trở lại dù có rào chắn biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ an toàn đường sắt túc trực nhưng du khách vẫn dễ dàng vào phía trong nhờ sự hỗ trợ của chủ hay nhân viên quán cà phê trước tình trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội xác nhận các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận có dấu hiệu tái diễn Ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội xác nhận, thời gian gần đây, các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận có dấu hiệu tái diễn, đặc biệt là tại khu vực đường tàu đoạn Trần Phú Phùng Hưng. Các hộ dân bán hàng ăn, uống, du khách vào trong khu vực đường sắt để quay phim chụp ảnh. Du khách ngồi kín các quán cà phê và đổ ra khu vực đường dây để chụp ảnh. Khoảng 5 phút trước khi tàu chạy qua, chủ các hàng quán bắt đầu hô hào, thổi còi yêu cầu khách của mình di chuyển vào bên trong quán. Theo ông Tùng, ngay trong ngày 15 tháng 8, quân Hoàn Kiếm đã có văn bản yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sát trên địa bàn quận còn Hàn kiếm yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm luật đường sắt, đảm bảo an ninh an toàn hành lang giao thông đường sắt. Đồng thời tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực tất cả các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt để du khách vào ăn uống, quay phim chụp ảnh trong khu vực này. Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để cho khách du lịch đi vào ăn uống quay phim chụp ảnh tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.